thời gian hết tâm lý. Không, thầy cứ mà có lần thầy dạy là con nhớ không rõ lắm, mà tất cả thế giới này thầy dạy là nó là thế giới của thượng phi, muốn thiền nó cũng là thượng hết, vì nó đều phải ngoại thiền, nó cũng là vô thượng, thế là tướng vô lượng tâm nó cũng vậy, cho nên phải dùng thượng để mà tu cho nó ra khỏi thượng chứ không phải là tất cả thế giới này đều là thượng, có làm gì thì nó cũng là thượng hết. Cho nên mỗi mỗi mình bắt đầu là phải dùng tưởng hết. Nhưng mà rồi dùng tưởng phải bỏ tưởng, chứ mà dùng tưởng lý luận thì xài không được, phải đó nhiêu. Đang sống trong thế giới của tưởng, tưởng. Lấy tưởng tu thì lấy cái gì để mà tu? Bởi vậy mình phải lấy nó tu, tu rồi xả, để cho mình ra khỏi tưởng. Hở hở ra cái tưởng, hở hở ra tưởng. Không có cũng phải tưởng cho có. Thì đó là luôn lúc nào mình cũng sống trong tưởng. Rồi bây giờ còn gì nữa không con? Hiểu rồi không? Ngày mai là vô lớp đó. Rớt là tự mấy con làm rớt chứ thầy không có làm rớt mấy con đâu. Thầy mai có tập trung nam nữ vô đây không? Không, mai mai đó là kể như là bữa nay là lúc này phân rồi. Còn nếu mà trong đó thì thầy sẽ thông báo cho. Chắc có lẽ là ngày mai phải cho tập trung vô đây. Rồi để phân ra bắt đặng dặn bảo cách thức tu tập như thế nào. Rồi báo cáo như thế nào, tình trạng xảy ra phải báo cáo bằng cách nào. Chắc có lẽ phải đặt hai thùng thơ quá. Thùng thơ dân ý. Chứ không lẽ bây giờ con tu sai, bây giờ con chạy đi đâu, chạy hỏi ai, chạy hỏi ai là phạm luật sư rồi đó, phạm giới rồi. Cho nên chắc chắn là phải đặt cái chỗ nào bỏ để cái thùng.